Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì như anh chưa biết, mình là một seller bán hàng sách tay. Facebook của mình là Facebook bà hai gái. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình là bay sớm một gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook hoặc cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Thì mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn có nhắn tin những cái mặt hàng mà các bạn muốn order, mình sẽ gửi hình chi tiết và báo giá chính xác cho các bạn luôn. Thì để tránh cái việc mà lừa đảo mọi người, mình chỉ dùng ba số tài khoản. Techcombank, Vietcombank và Sacombank. Các bạn đừng giao dịch bất cứ các tài khoản khác nha. Thì bây giờ quay lại video, hôm nay mình giới thiệu cho bạn một đôi giày đến từ thương hiệu Toribus. Rồi, bây giờ sẽ vào video để review chi tiết của giày luôn nha. Và đây, thì trên tay mình là một cái hộp quen thuộc của thằng Toribus. Và đây là cái mã số phong số của nó mọi người ha. Đó. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong luôn ha. Mình sẽ bỏ qua những cái phần liên quan tới cái thằng này ha. Thì trên tay mình là một đôi giày của thằng Toribus. Thì cái em này nói chung là mình thấy là về cái độ gọi là hot của Toribus thì nói chung là hầu như là các bạn đã biết rồi. Mình đã làm trước đó những cái giày nè, hay là giống như là dép này nọ mọi người, sandal nữa. Những cái đó thì mình làm rất là nhiều rồi. Thì giày đây, giày Toribus của nó thì nói chung là đẹp khỏi phải nói rồi mọi người ha. Thì về chất liệu của nó thì tất cả đây là bằng da nè. Rồi, cái đế của nó thì bằng cao su rất là cứng. Và đây mọi người thấy không, hôm nay mình có đôi giày nè, đó, rất là đẹp. Mặt trước thì nó sẽ có một cái thằng logo của thằng Toribus và bằng kim loại mọi người ha. Cái này mình nghĩ chắc là nó bằng kim loại hay là bằng nhựa gì đó, nói chung là mình cũng không có rõ nữa. Lúc trước thì mình làm mình thấy là cái thằng này đa số là bằng kim loại, còn không biết cái em này nó có phối với lại nhựa hay không. Và nó có thêm một cái miếng giống như là một cái miếng vải giống như cái thằng Salvator mọi người. Và ở mặt trước nó là cái gót màu vàng này nè, rất là đẹp, giống như là cái đồ Dior vậy đó. Đó, mà thấy không? Rồi, ở bên hông thì nó là một cái miếng da. Da của Toribus thì mọi người khỏi nói rồi. Đây là cái phần quai đeo của nó mọi người nè, đó cũng là bằng da luôn mọi người ha. Và ở trên đây là cái đế bằng da. Nói chung là cái đế mình thấy rờ vào nó sẽ rất là êm nha mọi người. Đó, và cái phần ở dưới đây nó sẽ có những cái phần vân mọi người, vân để mình nó chống trượt á, thành ra là mang cái này mình sợ không bị sợ trượt ha. Thì nói chung là vậy, Toribus thì mình thấy là thiết kế cũng ok, chất liệu cũng ok, và nói chung là mang thì nó sẽ rất là bền mọi người. Vậy Toribus thì bền khỏi nói à, nhưng mà mình rất là thích về cái phần Toribus. Và cả gì dép của nó cũng đẹp mọi người, dép của nó da rồi cũng mềm lắm. Thì cái em này là mình đã order cho khách nè, và như mình còn size 35, 36, 37, 38. Nhưng mà bây giờ ba này 35 là bán rồi mọi người ha. Cái 35 này nó gọi là 35 năm mọi người. Nói chung mà nó cái form của nó, cái này mình mang thì nó nhiều khi các bạn mang mà nó nhỏ hơn một xíu đó, cũng không có sao. Nó nằm ngay khúc này thôi nè. Đó, nói chung là 34 mang cũng được, hay là 35, 35 mang cũng ok luôn. Rồi, thì cái đế này mình thấy là cái lần này là đế nó hơi dày nè mọi người nè. Thành ra là nó không có bị giống như là giày cao gót, mang nó không có bị dễ bị chỉ mang mà chúng ta hay đi mà trúng cái đường đó mọi người, nó hay bị chật cái chân á. Cái này không có đâu, cái này thì mình thấy là nó ok nè. Rồi ở bên hông mặt phiên này nè, nó làm bằng cái màu vàng luôn, nó làm giống như mặt trước rồi mọi người đó. Thành ra là nhìn rất là hay mọi người thấy không, nhìn cái màu rất là đẹp, nhìn vô rất là thích liền. Nói chung mặt cái em này mà lên chân á nhìn rất là dễ thương, tại nó giống như là kiểu như giày búp bê mọi người, nhưng mà nó phối lại nhìn rất là hay. Và cái da của Toribus thì nói chung là rất là bền luôn mọi người ha. Giờ về cái phần Toribus thì mình thấy là nói chung là nó sẽ làm gọi là cũng gọi là tạm ổn mọi người. Giống như là mình thấy cái thằng này nè, giống như cái thằng Salvator á, mình cũng đã từng thấy thằng Salvator rồi. Nói chung là Salvator thì nó làm cao cấp hơn, tỉ mỉ hơn và đẹp hơn. Còn em này thì giống như là cũng được thôi mọi người, chứ không đến mức độ ấy. Thì nó là hàng outlet đó mọi người, thành ra là mình thấy nói chung là cũng tầm khoảng cái độ hoàn thiện đó mọi người, tầm khoảng 8 trên 10 thôi. Còn nếu mà độ đẹp đó, thì nói chung là chắc chắn là 10 rồi. Tại vì Toribus thì nói chung là nó thiết kế rất là đẹp nè, trẻ trung nè, hay là những cái thiết kế cũng như là hiện đại mọi người. Và cái người lớn mang cũng được mà kiểu như là trẻ mang cũng được luôn, không có bị kén nha mọi người. Hôm nay bây giờ mình chỉ còn 36 và 738 thôi. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình. Mình sẽ nói chung là sẽ gửi hình chi tiết, báo giá chính xác cho các bạn luôn. Thì nếu mọi người thấy cái video này hay, nếu mà mọi người thấy cái gì này đẹp, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào mọi người.